xin chào tất cả mọi người, mình là Quê đây. Thì hôm nay mình sẽ đi coi căn nhà hộp giấy này thành một cái phòng trọ 4 người. Có đầy đủ chỗ ngủ riêng tư nè, có phòng bếp nè, nhà vệ sinh với lại cả chỗ học bài nữa. Tôi chọn cái giường này nè là có thể cho hai người ngủ lận. Nhưng mà thôi, cái này làm phòng trọ cho 4 người thôi chứ mà 8 người thì chắc là nó chật lắm. Rồi bây giờ tôi sẽ lót trên cái tầng 2 ha.
Trời ơi mọi người thông cảm nha, cái này cái nhà này tôi hơi quằn mọi người xíu là hơi xoay vòng vòng, tại vì tôi cũng rối lắm, tôi cũng không biết bắt đầu từ đâu hết trơn á. Cái chỗ này thì lúc đầu tôi định xây thêm một lầu nữa, một phòng nữa, nhưng mà nó bị kẹt chỗ là vướng cái cửa, không có xây cầu thang lên được. Còn ở đây thì tôi sẽ làm cái phòng phòng khách nho nhỏ ha. Còn dư cái khúc chỗ này thì tôi sẽ xây làm cái chỗ bếp, là có tủ lạnh rồi cái nói chung là những thứ có thể nấu nướng được. Còn ăn thì mọi người có thể đem ra phòng khách ăn hay sao cũng được, tại vì đây là chỗ của mọi người mà. Rồi bây giờ tôi sẽ dắt mọi người đi tham quan nha. Thì bên đây sẽ là cái toilet, gồm có một cái chỗ tắm và nhà vệ sinh. Cái này chắc tranh nhau tắm mà mệt luôn á. Đây là phòng khách nè, có cái ghế salon với lại tivi. Còn đằng sau là bốn cái bàn làm việc. Ta-da. Ở bên đây cũng là bốn cái tủ đồ luôn nè. Thì mỗi phòng nó sẽ có không gian riêng tư hết. Chỉ có một cái chỗ là cái phòng trên đây nè, thì không gian nó không có được riêng tư cho lắm. Hai bạn phải ngủ chung nên là mọi người có thể lấy một cái vách tường nữa ngăn ra ở giữa nữa cũng được. Còn ở phía bên kia thì ở dưới là một bạn, ở trên lầu là một bạn. Và đó là tổng quan căn nhà trọ 4 người. Thì tôi xây theo cái tông màu là màu gỗ và màu trắng. Thì mọi người thích màu nào thì mọi người có thể thay đổi nha. Cảm ơn mọi người đã xem. Hẹn gặp mọi người ở clip sau. Bye bye.